Vâng, em Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị nhà mình vào khung giờ 8:30 mỗi tối này. Thì hôm nay này, như thường ngày thôi, em Tùng sẽ lên sóng báo giá, review tất cả đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho các bác, các cô, các anh chú, các quý vị anh chị cùng tham khảo dùm em nhé. Nhà mình ai đang có quan tâm những dòng xe cũ nào mà đã qua sử dụng này, đấy loanh quanh tầm giá bao nhiêu đang tìm hiểu này, thì cứ bình luận comment dùm em nhé. Vâng, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Còn loanh quanh bên em còn 70 đầu xe nữa nhá, còn 70 đầu xe để phục vụ tất cả những anh chị quý vị như mình. Đấy, ai đang có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng, loanh quanh tầm 600 triệu nhá, liên hệ với em Tùng hai số này: 0343540999 và 0347701777 để em tư vấn và làm giá sát nhất những đầu xe hiện nay đang có nhá. Rồi em để hai số này này. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng mấy lần chia sẻ đi anh chị quý vị mình ơi, không mất tiền không bạc gì cả nhá, và để an toàn buổi livestream hơn. 0343540999 và 0347701 Ok, hai số này thì để trên màn hình rồi nhá. Có thắc mắc gì thì gọi điện trực tiếp tổ tư vấn bán hàng, phục vụ nghe máy 24/7 không kể ngày thứ bảy chủ nhật đến với anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chào Trần Hằng này, chào bác Công Hải, chào bác Trần Thu, chào đại gia đình mình ạ. Đây em xin này, xin báo giá từ góc bên này trước. Báo giá từ góc bên này trước, loanh quanh cái tầm xe tập lái hơn 100 triệu một xíu nhá. Nhà mình cùng quan tâm dùm em này. Để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Lancetti 2012 màu đen, sedan đầu phân khúc hạng B đời 2012 nhé. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, tên tư nhân với cửa tiền Tùng đang bán là 190 triệu đồng thôi. Sedan đầu phân khúc hạng B, là sang đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất nhé. 190 giá còn bớt, còn thương lượng, còn gia độc sâu cho đại đình mình ạ. Avel 20, Asen 209 có bác nhá. Đấy, theo dõi buổi livestream ngày hôm nay đi, em sẽ tư vấn cho ạ. Đằng sau mẫu Avel 2012 rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình mình nhá. Kia Morning 2011 bản FX, bản đủ có số sàn nhá. Đấy, hai túi khí, đấy là răng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng 2m, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụm xe điện. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền tham khảo gia đình mình 146 triệu đồng nhá, 146 triệu đồng. Tên tư nhân biển 34 Hải Dương 4 mùa không một lùn đây. Đấy, Morning số sàn đa 2011 bản đủ 146 triệu đồng. Vâng, cho Trần Thị Thu Hằng, cho bác Quy Thủy này. À, xin chào Thanh Tùng, chào mình còn ASEAN 0, ASEAN 2 để chuyến quần nhá. Chào Hà Tuấn Thành ạ. À, vâng, chào đại đình nhá. Các bác nào đang muốn chọn cho mình một dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng cơ bản nhất nhá, tham khảo cho em trước Kia Morning này nhá, 2011. 146 triệu đồng ạ. Đấy. Tiếp theo báo giá anh chị quý vị nhà mình này. Gentry nhá. Gentry số động đời 2010. Vâng ạ, chào bác Hà Thanh Tuấn ạ. Vâng, cảm ơn rất là nhiều nhá. Đấy, chúc bác Hà Thanh Tuấn một tối vui vẻ này. Có Kia Morning màu vàng không? Có Kia Morning màu vàng nhá. Cảm ơn những lượt xem lượt này anh chị quý vị rất là nhiều này. Gentry 2010 động cơ 1.2 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, các bác nữ nào mà đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, bổ túc tay lái thì tham khảo cho em mọi đi. Số động 2010 nhập Hàn nguyên chiếc, bản đủ tư nhân chính chủ 29 hại đường phố đây. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp thủy điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Cửa sổ trời 3 panorama nhá, em Tùng đang bán với cửa tiền 230 triệu đồng thôi, còn bớt, còn thương lượng, còn gia độc sâu. Đấy, chắc Đức Chính ô tô cũ này, chào bác Nguyễn Khôi, chào tất cả những chị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, các bác đang xem buổi livestream hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin mấy đợt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đâu bác nào phải hỏi ASEAN này, đây ASEAN bên em còn hai đầu ASEAN nhá, nhà mình tham khảo dùm em này. Đấy, các bác trên ba miền tổ quốc đang xem buổi livestream hôm nay, cho Tùng xin mấy lượt chia sẻ, mấy lượt comment đi. Đấy, đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào nhá, cứ bình luận, cứ comment, em tư vấn sâu hơn gia đình mình nhá. Hyundai ASEAN 2009 160 triệu đồng nhá. Sedan hay đầu phân khúc hạng B, tên tư nhân 14 Quảng Linh, đất Thăng, đất Cảng đây.
sedan đầu màu bạc na sang đúc lốp nát đẹp xin nhan trên sườn xe nhá. Đấy, nhập hàn nguyên chiếc đời 2009, động cơ 1.4 số sàn. Đấy, ăn nhanh quanh chỉ tầm 5,3 đến 5,5 lít trên 100 km thôi. Rất tiết kiệm này. Đấy, các bác nhà mình ngay muốn chọn một mẫu xe sedan đầu tập lái tránh mưa tránh nắng, đưa con đi học đưa vợ đi chơi thì quan tâm trên mốc này nhá. Vâng, chắc Đinh Sĩ Kiên cho Nam Nhân này. Đấy, chào toàn thể anh chị, quý các bác đang xem buổi livestream của chợ ô tô đấu Hải Dương ngày hôm nay. Đấy, địa chỉ của em chính xác là Nam Trung Nam Sách, Hải Dương nhá. Cần cây xăng Minh Hiệp số 2, đường lối từ thành phố Hải Dương đến thành phố Chí Linh Sao Đỏ nhá. Các bác nào mà tiện đi qua bên em và bên em chơi để xem xe, chạy thử xe và được tư vấn miễn phí về những đầu xe em đang có nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Cạnh mẫu Hyundai Accent 2009 vừa rồi, tiếp tục báo giá anh chị quý vị gia đình nhá. Tiếp tục là Hyundai Accent xe lướt đời 2019, đăng ký bánh 2020. Con này mới được có 3 vạn 2 chuẩn nhá. Tên tư nhân biển 98 Bắc Giang. Đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin, bao test hãng cho anh chị quý các bác của mình nhá. Đấy, cặp đèn pha halogen, xin nhan trên gương vuông kính cột xe điện, đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Cam lồi cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Em đã bán con này với cửa tiền là 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Hiếu Phạm vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chắc Linh Moon, chắc Thanh Ngoan, chắc Đinh Sĩ Kiên, chắc Nam Nhàn. Các bác nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, có bất cứ những thắc mắc gì thì gọi cho em vào hai số hotline 0343 54099 hoặc 0347 701 777 đem tư vấn, hoặc là có thể comment trực tiếp dưới phần bình luận trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Tiếp theo đây nhá, chiếc máy quay xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình hai mẫu Toyota Vios này, lồi đồng cuối đá quốc dân nhá. Đấy, một chiếc đời màu xanh này, đời 2015. Một chiếc màu vàng cắt, độ 2 form màu này, 2016 thì em sẽ giới thiệu sau nhá. Vâng, chiếc đời 2015, động cơ 1.3 số sàn bản Z. Đấy, đời 2015 nhá, tên tư nhân 17, Thái Bình quê lúa đây. Con này thì em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối với mức giá tham khảo anh chị quý vị gia đình nhà mình 285 triệu đồng. Đấy, một dòng xe rất là bền và lành này, rất tiết kiệm nhá. Điện đó máy số thì rất là lành, rất là ít khi phải bảo trì bảo dưỡng này. Đấy, 285 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vâng, chào, cảm ơn bác Hà Thanh Tuấn ạ. Xe đẹp, vâng đúng rồi ạ. Phải xe đẹp, phải xe chất thì bên em mới dám nhập về để phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Đấy, làm sao mà tuyển chọn được đầu xe đẹp nhất, chất lượng nhất để phục vụ đại gia đình mình trên ba miền tổ quốc ạ. Vâng, chóc Lê Xuân Đại là chóc Trần Văn Minh. Đấy, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Chúc đại gia đình mình trên ba miền tổ quốc có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý gia đình ơi. Vâng, chào Võ Cảnh vừa xem buổi livestream ạ. Tiếp theo là xin giới thiệu gia đình nhá. Toyota Vios bản E 2016 đây. Độ full luật chơi rồi thì mình cùng tham khảo dùm em này. Đấy, bản E 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Xe được độ lên phong cách kiểu Maybach 2 giải màu nhá, vàng cát và đen này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, màn hình cova, cam lùi cam hành trình, đây lỗ startup, vô lăng túi khí nhá. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2023 cơ. Đấy, máy số keo chỉ zin, em đã bán con này với cửa tiền là 365 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, bao ship xe toàn quốc cho anh chị quý vị gia đình mình về mẫu xe này nhá. Vâng, cho bác Thang Sĩ này, cho bác Vũ Cường, vâng hai bác Võ Cảnh nhá. Chào bác Đặng Tuyến, chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, nhà mình đang có gọi là mong muốn hoặc muốn tìm hiểu về đầu xe nào nhá, dòng xe nào, tầm bao nhiêu tiền. Đấy, cứ mạnh dạn bình luận comment rồi mấy em nhé, em tư vấn về giá cả chất lượng xe. Nếu bên đang có thì mình ạ. Cạnh hai mẫu Toyota Vios đến từ Nhật Bản này. Ok anh Thắng nhá. Đấy. Ok anh Thắng nhá, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh Thắng ơi. Đấy, chúc anh Thắng buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream này thì ai cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh Thắng ơi. Vâng, chào bác Vũ Duy Ngọc nhá. Cạnh hai mẫu xe đến từ Nhật Bản, xin giới thiệu tiếp tục cho mình một mẫu xe nhập hàn nguyên chiếc nhá. Xe thì có tên là Kia Seto 2017, đăng ký năm bánh năm 2019, mang động cơ 1.6 số sàn, 1.6 số động DOHC nhá. Đấy, cửa tiệm nó gửi đến gia đình của mình là 485 triệu đồng nhá. 485 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng sâu. Tên tư nhân 14 Quảng Linh đây, là răng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cụp sửa điện này.
cặp đèn pha bi cầu này, cặp đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, cửa sổ trời ba lô la ma, vô lăng túi khí, gãy số thể thao nhá, số tự động động cơ 1.6, em Tùng đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng. Đấy, gọi là con này thì bao tiết hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhá. Đấy, bao tiết hãng trên toàn quốc. Đấy, điều hòa auto. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi zin, 485 triệu đồng, một bầu trời công nghệ Kia Seto 2017 gia đình nhá. Ok anh, anh mới chuyển nick. Ok anh nhá. Có gì thì anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, anh xin thắng nhá. Đấy. Vâng, chào bác Lương Duyên Đông, chào bác Lê Sắc này, chào bác Đặng Ngọc Đình này, chào bác Phạm Chính, chào toàn thể anh chị của mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, chúc cả gia đình mình có một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Qua bước sóng này thì hãy tìm hiểu, hãy tham khảo cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi dành nhọn. Cạnh mẫu Hyundai Seto, à cạnh mẫu Kia Seto 2017 rồi. Tiếp tục xin giới thiệu anh chị với mình nhé. Lacetti 2011 170 triệu đồng thôi. Số sàn sedan, động cơ 1.5 đấy, được trang bị rất là đẹp này. La răng đúc phanh đĩa chống bọc cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, đấy đèn gầm phá xương. Đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Vô lăng ba chấu tối khiến toàn trên vô lăng. Nội thất chất đấy, sơn xi đẹp, gầm bệ chắc chắn không mục ngoạt nhá. 170 thôi. Các bạn nào đang quan tâm một dòng sedan đầu màu đen, tham khảo cho em chiếc này nhá. Còn thì hồ sơ cầm tay rồi nhá. Hồ sơ cầm tay rồi nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới thì trong ngày cho anh chị quý vị nhà mình thôi ạ. Xe đẹp giá yêu thương, đúng rồi, phải xe đẹp phải giá yêu thương để phục vụ anh chị quý mình bác Thanh Hoan ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Thanh Nam, chào Giang Nguyễn này. Đấy, chào tất cả quý bác quý chị đang xem buổi livestream này nhá. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lần chia sẻ đi ạ. Vừa rồi là một số mẫu gầm thấp này, tiếp tục báo giá gia đình mình một số mẫu xe gầm cao nhá. Hyundai Santa Fe, đấy, dòng SUV gầm cao mấy tháng. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 315 triệu đồng thôi. Đấy. Santa Fe 7 chỗ, máy xăng động cơ 2.7 và chỉ có 315 triệu đồng thôi gia đình ạ. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, đấy, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Động cơ 1, động cơ 2.7 hai cầu điện, máy xăng. Đời 2007 nhé, đăng ký đăng kiểm dài miên man luôn. Đến tháng 3 năm 2023 cơ. Đấy. Full công nghệ rồi, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, hai cầu điện hỗ trợ đề lổ ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo nhé, cảm biến cân bằng điện tử này, đấy, cảm biến áp suất lốp này, 315 triệu đồng thôi gửi gia đình mình. Ok, hello anh, vâng chào bác Nguyễn Trương nhá, vâng chào bác Bình Hoàng, vâng biển số đẹp em nhỉ, vâng biển số rất là đẹp luôn bác ạ. Này, Accent 219 màu trắng mẹ mắng cũng mua báo giá rồi này, 395 triệu đồng nhá. Accent 209 1.4 đấy, nhập Hàn 160 triệu đồng đấy, báo giá rồi này. Vâng, chào bác Bình Hoàng tư vấn nhiệt tình. Vâng, cảm ơn bác Bình Hoàng rất là nhiều này. Đấy, em nhiệt tình như thế rồi thì cả gia đình mình ơi, anh cho em xin mấy lượt chia sẻ nữa đi nhá, gia đình nhá. Vâng, chào ba bé cua ạ. Cạnh mẫu Accent 2009 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình nghe. Chevrolet Avel 2016 động cơ 1.6 số sàn, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Con này em đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng cho anh chị quý vị mình nhá. Một mẫu xe đang đầu đến từ Hàn Quốc đây. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương, cam lùi, cam hành trình, màn hình cova, đấy, vô lăng túi khí, đấy, na răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. 215 triệu đồng cho mẫu Avel 2016 đấy ạ. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. Có 215 triệu đồng thôi gia đình nhá. Vâng, chào bác con. VC này, đấy, cái mình nhanh tay chia sẻ, nhanh tay comment. Đấy, chốt được xe vào khung giờ vàng 8 giờ 30 phút này nhá. Giảm ngay 10 triệu vào đầu xe cho anh chị mình cùng quan tâm nhá. Vừa rồi đến rất nhiều là sedan hay đầu phân khúc hạng B này. Thì em xin giới thiệu anh chị quý mình, sedan đầu phân khúc hạng C. Đấy, xe thì có tên là Daewoo Lacetti Sedic 2010, đăng ký là bánh 211, động cơ 1.6 số tự động nhá. Đấy, con này thì em Tùng đang gửi đến gia đình mình với cửa tiền 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ. Tên tư nhân 99 Bắc Linh, quê hương quan họ Chế Tỉnh. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS này, cặp đèn pha halogen còn sáng còn đẹp, xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm dài đến tận tháng 7 năm 2023 cơ. Cửa sổ lóc này, đấy, ba lô lama này, 255 triệu đồng, số động 1.6, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Vâng, chào bác Đỗ Thành Nhơn vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào CV, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây còn khá nhiều đầu xe đẹp và chất trên gửi gia đình mình này. Các bạn nào mà đang quan tâm một dòng
SUV gầm cao máy thoáng 5 chỗ nhá, mà còn nhập khẩu luôn nhá, coi nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản luôn. Thì tham khảo cho em chiếc này này. Đấy, xe thì có tên là Mitsubishi Outlander nhá, Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký vào năm bánh năm 2018, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng đến từ Nhật Bản đây. Con này thì em đang gửi đến gia đình nhà mình, cửa tiền là 565 triệu đồng thôi. 565 triệu đồng, đời 2016, đăng ký bánh 2018. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản, máy số keo chỉ sơn si, nội thất zin. Đấy, màn hình to như quyển sách rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình mình này. Con này thì là hỗ trợ trả góp này, bao rút hồ sơ này, bao ship xe toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình nhá. 565 triệu đồng, Mitsubishi Outlander 2016 ạ. Vâng, cháu Đỗ Thành Nhơn, hello Thanh Tùng, nhiều xe đẹp quá, đúng rồi, phải nhiều xe đẹp, rất nhiều xe đẹp, rất nhiều xe chất luôn nhá. Bác Đỗ Thành Nhơn mà nào rảnh thì đến trực tiếp cho ô tô Đống Hải Dương để xem những mẫu xe đẹp nhất bên em đang có nhá. Cảm ơn bác Đỗ Thành Nhơn rất nhiều này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình một mẫu sedan nào tập lái đây, 145 triệu đồng nhá. Lancetti 209, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, tên tư nhân 98 Bắc Giang. La sáng đúc, đấy, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất nhá. Tập lái sedan này là màu đen, đấy, lịch sự sang trọng mà chỉ có 145 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu nữa cho mình nhá. Đây, vừa rồi là khá nhiều dòng 5 chỗ này. Tiếp tục báo giá đổi không khí đi. Báo giá là mình mới sang 7 chỗ nhá. Ok gia đình mình ơi, Toyota Vios. Đây, à Toyota Innova xin lỗi nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ đến từ Nhật gửi gia đình mình ạ. Xe này mang động cơ 2.0 số sàn bản e xịn. Đấy, được trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng ABS, vô lăng túi khí nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn bao zin. Đấy, biển tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Con này thì em Tùng đang gửi đến gia đình mình với cửa tiền là 395 triệu đồng nhá. 395 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy, máy số sơn si, nội thất đẹp rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng nhé. Các bác nào đang muốn tìm cho mình một dòng xe 7 chỗ gia đình này, hoặc là muốn chọn cho mình một chiếc xe mà kinh tế đã đưa dịch vụ này, quan tâm cho em chiếc này nhá. Đấy, rất là lành này. Đấy, về máy số điện đóm rất là lành. Đấy, bảo trì bảo dưỡng thì chi phí cũng cực kỳ là thấp thôi. Đấy, dòng xe của Nhật thì nổi tiếng với sự bền. Đấy, và phong dáng rất là đẹp luôn. Toyota Innova 215 bản E, 395 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Đây, còn mấy mẫu mà Toyota Innova nữa, nhà mình cùng tham khảo xuống em nhé. Con này thì đời 2006 này. Đời 2006, Toyota Innova bản G xịn nhá. 206 nhưng em Tùng vẫn bao zin gia đình mình này. Máy số zin nhá. Đấy, máy số zin. Nội thất thì cực đẹp luôn nhá. Đấy, máy số zin, nội thất cực đẹp luôn. 206, tên tư nhân, không dịch vụ taxi nhá. Đấy, nhà mình cùng nhìn phần nội thất bên trong đánh giá cùng em này. Đấy, nội thất đẹp này, trần nỉ vẫn zin nguyên bản theo xe nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 250 triệu đồng thôi. 250 triệu đồng Toyota Innova 2006 này. Đấy, rất đẹp luôn. Bản G xịn, la sáng đúc, phanh đĩa chống bố cứng ABS, vô lăng túi khí nhá. Đấy, các bạn đang tham khảo một dòng xe 7 chỗ gia đình này, tham khảo xem chiếc này này, và còn vài đầu sản phẩm nữa cơ. Ngay đằng trước chiếc Toyota Innova 2006 rồi. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị xem mình này. Toyota Innova bản G xịn 208, 2.0 số sàn nhá. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng cho mẫu Innova 2008 đấy ạ. Vâng, cháu Chiến Giáp này, cháu Bắc Trương Nguyên Hưu, cháu Mẫn Đăng, cháu Thanh Ngoan. Đấy, cảm ơn lượt tim bác Thanh Ngoan này. Đấy, cảm ơn đại gia đình đang xem buổi livestream ngày nay. Đấy, những lượt tim, lượt like, lượt xem của gia đình mình, đấy là nguồn động lực để cho ô tô đầu mối Hải Dương tận hiến hơn để phục vụ gia đình mình nhá. Tiếp tục đầy 7 chỗ mà anh quanh chỉ có 130 triệu đồng thôi. Xe thì có tên là Mitsubishi Zoyli 2004, đăng ký bánh 206, động cơ 2.0 số sàn nhé. Đấy, con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 130 triệu đồng. Bác nào mà chốt được trong ngày hôm nay này, giảm giá còn có 120 thôi, giảm giá còn có 120 thôi, cho mình cùng tham khảo này. Vô lăng 3 chấu này, túi khí là trên vô lăng này, đầu đàn mình đầy đủ nhá. Điều hòa Z-Boost, đấy, nội thất sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. 120 triệu đồng cho mẫu Mitsubishi Zoyli 7 chỗ này ạ. Đấy, còn là mẫu Innova này, tiếp tục báo giá mình này. Vâng, cháu Trần Đức Anh nhá. Có Innova 200 triệu không bác Chiến Giáp? Innova mà 200 triệu thì chưa quá rồi. Có hơn 200 triệu thì có mấy mẫu nhá. Có mẫu 206 này, đấy, 150 triệu, và mẫu 208 260 triệu thôi. Còn nếu mà tầm đúng 200 triệu thì không quá bác nhá.
rất là nhiều xe này. Đâu nhảy em xem nào. Innova 200 triệu thì chưa có rồi. Tầm hơn 200 triệu quá nhá. Bác tham khảo xem mấy chiếc tầm hơn 200 triệu đi. Còn bớt còn thương lượng, còn ra độc sâu cho anh chị quý vị thì mình nhá. Tiếp tục là Toyota Innova nhá. Con này thì đời 2011. Động cơ 2.0 số sạc tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố đỏ đây, thành phố Hoa Phượng đỏ đây. Con này thì em đang gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền là 325 triệu đồng. Đời 2011, máy số keo chỉ sơn si bao zin nhá. Đấy. Nội thất cực đẹp, vô lăng túi khí này, tích hợp phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá cho chiếc Toyota Innova 2011 ạ. Đấy 325 triệu đồng với gia đình mình. Thì vừa rồi em cũng đã báo giá khá nhiều đầu xe rồi. Đấy báo giá là được gần 20 đầu xe rồi. Không biết anh chị quý vị nào nhà mình đã chọn được mẫu xe nào ưng ý chưa nhỉ? Để em Tùng tiếp tục tư vấn sâu thôi. Có con Sở Bắc nào không bạn? Bắc Xuân Quý. Sở Bắc thì tạm thời em chưa có nhá. Bắc Xuân Quý mà đang quan tâm dòng Sở Bắc đúng không? Thì cứ để lại cho em xin số điện thoại đi. Đấy hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhé. Chắc là một vài hôm nữa là lại về Sở Bắc để phục vụ đại gia đình thôi nhá. Đây góc này là báo giá được 3 chiếc này. Đây, tiếp tục báo giá được góc này này. Kia Morning số động 209 nhập Hàn, bản NX động cơ 1.0 máy eco nhá. Em Tùng đang bán với cửa tiền 180 triệu đồng thôi, màu trắng may mắn cũng mua đây. Đấy la răng theo xe này, nốp nạp đẹp, cặp đèn pha halogen chiếu sáng đa chiều, 1.0 số rộng. Đấy. 180 triệu đồng của gia đình mình. Vâng, cháu Thắng Lê này. Cháu Xuân Quý này, chào các bác vừa xem buổi livestream ngày nay. Nhà mình đang xem buổi livestream nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lượt chia sẻ đi thầy ơi. Để ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương hơn nữa thầy nhá. Vâng, cháu Nguyễn Hùng này. Đấy, chào Đại Đình mẹ. Innova 208 225 triệu chốt không bạn ơi. Bác Phương Phượng Lương Văn 2 lên một xíu đi. Đấy, lên một xíu nhá. Đấy, tầm 235 triệu đồng, còn đấy 230 này chốt cho bác nhá. Đấy, nếu mà chốt được trong khung giờ ngày hôm nay này, 235 triệu chốt được cho bác con 208 đấy. Đấy là giá giờ vàng quá. Đấy. Tiếp tục quanh đây này lại một mẫu xe tầm lái này. Toyota Vios 206 màu bạc. Đấy, động cơ 1.5 số sàn nhá, tên tư nhân. Đấy, lồi đồng cuối đá, phá chưa hỏng đây, rất tiết kiệm nguyên liệu luôn. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 130 triệu đồng thôi. 130 triệu đồng cho mẫu lồi đồng cuối đá 2006 nhá. Đấy, Toyota Vios 2006 đây. Các bác nào muốn chọn cho mình một dòng sedan hay đầu tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. 130 còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu này. Đấy, Vios 206 130 này. Tiếp tục báo giá anh chị quý mình này, đại lanh quanh 130 thôi. Daewoo Maglus 2005 đăng ký là bánh 207. Động cơ 2.4 số động nhá. Sedan hay đầu phân khúc hạng D luôn đấy. Đấy, từng ngồi trung mâm với Camry, cạnh tranh trực tiếp với Camry này. 2.4 số động nhá. Có 270 triệu này. Xe gì mua về phục vụ gia đình và khách nữa. Tầm 270 thì anh cứ tham khảo cho em mấy đầu Innova đi nhá. Hoặc là quan tâm cho em một chiếc Toyota Vios đời 2015 nhá. Đấy anh quanh tầm 270 thôi. Đấy những mẫu xe của Nhật thì nổi tiếng với sự gọi là bền và lành này. Rất tiết kiệm nguyên liệu luôn. Đi gia đình thì cũng hay mà đi vừa làm nhu cầu phục vụ thì cũng tốt nhá. Tiếp tục báo giá gia đình mình này. Đấy, Maglus 2005 số động. Đấy, xe đào phân khúc hạng đi full đồ chơi nhá. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương nhá. Đấy, 130 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, ra lập sâu này mình ạ. 225 triệu đồng thì không chốt được bạn. Đấy á, riêng con Innova 208 225 triệu đồng thì không chốt được các bác ạ. Đấy, con đấy phải 235 triệu đồng nhá. Đấy là bớt kịch xả, bớt kịch rồi đấy. Bớt kịch sàn đấy, đấy là giá của giờ vàng thì mới có 235 triệu đồng các bác ạ. Avel ok, có Avel này. Vậy cho em xem con nào vậy anh. Ok thì em sẽ giới thiệu lốt cho này nhá. Đấy em giới thiệu lốt chiếc này ra trước kia anh giới thiệu cho bác này. Hyundai Grand i10 2008 đăng ký vào làm bánh năm 2010. Con này thì em đang bán cho gia đình mình với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu 5 chỗ nhá. 135 triệu đồng, 1.04 máy, tên tư nhân Hà Nội. Ok, em tư vấn cho bác tầm con nào mà 270 nè. 270 mà chạy gia đình mà chạy dịch vụ đều được nè. Đấy, bác tham khảo cho em chiếc này nhá. Rồi.
đây tầm 270 đây. Các tham khảo cho em chiếc nhé. Toyota Vios 2015 bản Z, động cơ 1.3 nhé. Đấy, em đang bán con này với cửa tiền 285 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc, phanh ghế chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương này. Rất là nhiều đồ chơi rồi, màn hình cova cam đồi cam hành trình, vô lăng túi khí nhá. Đấy, màu xanh tên tư nhân biển 17 Thái Bình quê lúa đây. 285 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu này. Đấy, bác tiếp tục theo dõi cho em một mẫu nữa đi. Đấy, về chạy gia đình, chạy dịch vụ nhá. Mà tầm nhanh quanh 270 này. Đấy, vâng bác Thắng Lê ơi, em đang chia sẻ bác đấy. Bác cho em xin mấy lượt chia sẻ đi ạ. Đấy, tiếp tục anh quanh tầm 270 này. Con này dưới 270 luôn. Hyundai Grand i10. Đông nhỉ? Con i10 sedan hay đầu nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Đây, Hyundai Grand i10 sedan hay đầu. 250 triệu đồng thôi. Tên tư nhân biển 34 Hải Dương đây. Con này thì em đang bán với cửa tiền 250 thôi. Đấy, hỗ trợ trả góp bao ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình nhá. 1.2 số sàn 4 máy Hyundai Grand i10 2015. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn đại chất luôn. Đấy. Đấy, đầm nhanh quanh 270 thì bác cứ tham khảo cho em hai chiếc này nhá. Avel hỏi chấm, Avel cố Avel nhá. Bác đợi em một tí thì qua Avel. Còn rất nhiều đầu xe nữa nhá. Đây bác nào nào đang xem. Các bác nào đang tham khảo đầu Avel nhỉ? Đây có Avel mình nhá. Đây Avel nhà em còn một chiếc duy nhất này. Còn một chiếc Avel màu bạc duy nhất nhá, tham khảo cho em đi bác ơi. Chevrolet Avel 2016 đăng ký bánh 2017. Động cơ 1.6 số sàn nhá. Đấy con này thì em đang bán với giá cửa tiền 215 triệu đồng thôi. Đời 2016, máy số keo chỉ sơn xi chất nhá. Quay thực tế Innova 2.8 cái. Ok bác đợi em tí này. 1.6 số sàn. Đấy la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan thì trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. 215 triệu đồng thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu cho hình của mình. Đấy còn rất nhiều. Đây ok nè. Vâng các bác mà đang quan tâm dòng nào nhá, cứ bình luận comment trực tiếp đi. Em tư vấn sâu cho về chiếc đấy nhá. Vâng chào bác xin xeo đại này. Chào bác Thanh Ngoan. Đây trực tiếp hộ con Innova 2.8 đây. Màu vàng cát rất là đẹp đây nhá. 2.0 số sàn bản G. Đấy la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Máy số keo chỉ sơn xi còn rất là chất luôn đấy. Lấy vợ ra lấy vợ ra cho anh đổi xe được không? Ok bác cứ mang ở đây nhá. Hợp lý là em đổi hết cho bác nhá. Đây 2.0 bản G. Vâng cháu Đinh Thị Thu Trang này. Tay đấm cửa viền chân kính được bọc lốc này. Đấy vè trên mưa trên cao có đủ rồi này. Đây vô lăng 4 chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Màn hình Android cỡ lớn này. Đấy lội tất ghế ra điều hòa nó lạnh hai chiều còn rất là đẹp luôn nhá. Chân nỉ vẫn zin nguyên bản theo xe, ba hàng điều hòa. Đấy tạo cảm giác thoải mái nhất cho anh chị khi mình di chuyển đủ tải nhá. Dòng Innova thì rất là nổi tiếng, mới gọi là nội thất thì rộng nhất phân khúc này. Điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi. Đấy 265 triệu đồng thôi. Đấy nhà mình đã có thể tham khảo cho em mẫu Toyota Innova 2008 nhá. Đấy quay kỹ Innova các ạ. Vâng cháu bác Dưỡng Trinh này, cháu bác Nguyễn Kim, cháu bác Đinh Hữu Trang, cháu bác Sen Siêu Đại này, cháu bác Chiến Hoàng. Chào tất cả những bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Các bác nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi. Này tiếp tục thì báo giá dòng xe gọi là quốc dân nhất cho mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 2009. Đây em đang bán với cửa tiền là dưới 200 triệu thôi. 196 triệu đồng. Động cơ 1.5 số sàn. Đấy la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Tên tư nhân 20 Thái Nguyên này. Máy nước sơn màu sáng bạc rất đẹp đây. Hộp số VVTi nhé. Ăn chỉ loanh quanh tầm 5.2-5.3 trên 100 km đường trường thôi. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 2 năm 2023. 196 triệu đồng. Xe gia đình nhá, 5 chỗ. Đấy, lồi đồng cuối đá quốc dân này. Nổi tiếng mới gọi là tiết kiệm liệu. Máy số điện đóm rất là bền này. Đấy màn hình ZTEC này. Đấy màn hình ZTEC 11 inch này. Vô lăng 3 chấu túi khí toàn trên vô lăng này. Cam nồi cam hành trình đầy đủ nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy Toyota Vios 2009. 1.5 số sàn màu bạc. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. 196 triệu đồng. Đấy các bác nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy nhanh tay chọn mình những mẫu xe ưng ý nhất đi. Đấy trong cái khung giờ vàng nhá.
giảm giá ngay được 10 triệu một đầu xe cho đình mình nhá. Đấy, giảm giá 10 triệu mà giá lại còn bớt, còn thương lượng thêm. Vâng, chào Linh Nguyễn này, chào Huy Anh. Đấy, chào bác Khúc Văn Công, chào đại gia đình mình ạ. Đây, tiếp đây xin báo giá dành mình một chiếc xe mà chạy không tốn thật xăng nhá. Xe có tên là Chevette Captiva 2009, động cơ 2.0, đấy, 2.0 máy dầu nhá. Đấy, động cơ 2.0 máy dầu. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 315 triệu đồng. Đấy, máy dầu form dáng Mỹ rất là cao, rất là đẹp đây. Full đồ chơi, full công nghệ của gia đình mình này. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Nội thất máy số keo chỉ sơn xi thì bao zin nhá. Đấy, 315 triệu đồng thôi. Một chiếc xe form dáng đến từ Mỹ rất là kinh tế của gia đình mình. Modeling màu BE175 được không anh? Vâng, chào bác Nguyễn Thanh Nam này. Con Kia Modeling màu BE đấy, BE đang bán với cửa tiền, em nhớ lại giá nào. Đấy, cửa tiền đang bán ở đấy là 197 triệu đồng nhá. Đấy, trong giờ vàng thì giảm giá cho bác 10 triệu. Đấy, để cho bác 187 thôi ạ. Vâng, chào bác Anh Ngọc nhá, chào bác bước chậm nhá. Đấy, quan tâm sâu nhắn thêm trực tiếp cho em qua fanpage nhá. Sau buổi livestream này thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác nhá. Vâng, chào bác Doi Vũ này, chào Linh Nguyễn này. Đấy, chào đại gia đình mình nhá. Cảm ơn lượt xem, lượt tim, lượt like của gia đình mình rất là nhiều ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này, chất lượng để phục vụ gia đình nhá. Đây, con màu be đây, đây giới thiệu luôn con màu be cho bác tham khảo này. Đây, Kia Morning màu be 2016 đây. Tên tư nhân biển 15 thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng nhá. Đấy, 197 triệu đồng, đời 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy màu be. La răng đúc phay lốp đó, đẹp. Máy số keo chỉ sơn xi chất, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đấy, tháng 1 năm 2023, 197 triệu đồng nhá. Bác nào chốt được, chốt được trên bức sóng livestream này giảm ngay 10 triệu đồng nhá. Đấy, giảm ngay 10 triệu đồng gia đình mình. Đấy, còn rất nhiều đầu xe lanh quanh tầm hơn 200 thôi, cho mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào Nguyễn Anh Tuyến này, chào Cường Lê. Đấy, chào bác Anh Ngọc, xe đẹp, phóng viên Thanh Tùng ơi. Vâng, phải xe đẹp, phải xe chất đúng không? Phải xe đẹp, phải xe chất. Có i10 không? i10 đây có luôn đấy bác ơi. Vâng, chào bác Nibro này. Vâng, bác Cường Lê ơi, bác đang quan tâm dòng i10 nhá. Tham khảo cho em chiếc này đi. Hyundai Grand i10 hatchback một đầu, đời 2014, đăng ký và bánh năm 2016. Tên tư nhân biển 30 thủ đô nhá. Bản đồ thì nhà mình cùng xem em này. Được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển rảnh tay trên vô lăng. Con này đăng ký thì dài thường thượt thôi nhé. Đăng ký đến tháng 9 năm 2023. Bản đổ em Tùng đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. Đấy, bác đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 hatchback một đầu, tham khảo cho em chiếc này nhé. 235 triệu đồng trong khung giờ vàng 8 giờ 3 phút mỗi tối nhá. Giảm ngay 10 triệu đồng cho anh chị quý vị mình. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay trên ba miền tổ quốc, hãy hoan hỉ cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi, để lan tỏa bước sóng livestream này hơn, để những cái mà để những cô bác quý vị anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ nhá. Đấy thì gặp cái bước sóng này thì hãy đến cùng em để được xem xe, được tư vấn và được chạy xe miễn phí nhá. Đấy, em xin báo giá từ đầu này đi. Đâu bác nào vừa hỏi i10 nhá. i10 thì bên em còn 2 mẫu nữa này. Đấy, cũng chỉ loanh quanh tầm 250 thôi, thì tham khảo cho em 2 mẫu này. Hyundai Grand i10 2014 màu bạc 1.0. Đấy, bản đổ nhá. Và con bên này này, đời 2016 cũng bản đổ luôn. Một con màu bạc và một con màu trắng, cho mình cùng tham khảo cùng em nhá. Con màu trắng 2016 này 250 triệu đồng bản đổ. Còn con màu bạc thì 235 triệu đồng nhá. i10 hatchback một đầu thì bên em đang bán đồng giá với cửa tiền 235 triệu đồng bản đổ. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, tay nắm cửa được trang bị nút mở một trạm thông minh, vô lăng túi khí đấy, điều hòa auto, đăng ký đăng kiểm dài. Con màu bạc thì đăng ký đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Còn cái con màu trắng này thì đăng ký đến tháng 7 năm 2023 nhá. Đấy, 230 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đổ 2014 và 250 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đổ màu trắng 2016 ạ. Vâng, cháu hẹn Trần này, cháu Hoàng Đức Hợp chốt. Ok. Đấy, chốt vào đâu thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em nhé bác Hoàng Đức Hợp ơi. Vâng, chốt Lưu Khởi cho đại gia đình mình ạ. Đây, báo giá khu vực này đi. Đây, báo giá khu vực này nhá. Tiếp tục này, một dòng 7 chỗ đến thì nhà Kia mình cùng tham khảo xuống Tùng nhá. Kia Rondo 2016 đăng ký năm bánh 2018.
xe này mang động cơ 2.0 số tự động 7 chỗ ngồi. Đây, một dòng xe gia đình đến từ nhà Kia nhá. Đây, trang bị này la răng đúc phanh 4 bánh zin nguyên bản theo xe này. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bóp cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xuyên điện. Vô lăng tích hợp các nút điều khiển. Đấy, glu control này. Có cả là gảy số thể thao rồi. Động cơ 2.0 số động đấy, nhưng chỉ ăn nhanh quanh từ 5 lít 3 đến 5 lít 4 trên 100 km đường trường thôi. Các bác mình lựa chọn về là một chiếc xe gia đình này, hoặc là một chiếc xe để đá đưa dịch vụ thì cũng rất là kinh tế, rất là hợp lý nhá. Màu trắng mẹ mắng cũng mua, số động 2.0 7 chỗ 470 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp và hỗ trợ ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình. Tất cả đầu xe hiện đang có tại bên em nhá. Vâng, chào Minh Phúc này, nhiều xe đẹp quá này, đúng rồi, phải nhiều, rất là nhiều xe đẹp luôn. Đầu nào cũng đẹp, đầu nào cũng chất, phù hợp với giá cả của chiếc xe nhá. Nhưng tất cả đầu xe bên em này, cam kết cho anh chị quý vị nhà mình này, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước và không vướng mắc một chút xíu nào về vấn đề pháp lý nhá. Vâng, chào Trần Thăng vừa xem buổi livestream ngày nay. Chào đại gia đình mình đang xem bức sóng livestream trực tiếp tại chợ ô tô Đống Hải Dương. Cảm ơn các bác, các quý vị anh chị rất là nhiều nhá. Cạnh mẫu 7 chỗ Zondo 2016 rồi này, tiếp tục báo giá đình nhá. Kia Morning 2009 số động bản SX bản đủ phun kịch nhá. Đấy, nhập Hàn nguyên chiếc 2010, đăng ký làm bánh tại Việt Nam năm 2012. Con này thì em đang bán với cửa tiền là 228 triệu đồng thôi. Số tự động, cần số jack đều hòa auto. Đấy, vô lăng túi khí nhá. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Hai mắt cảm biến chống va chạm. La răng đúc hoa mai. Đấy. 228 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm dài. Đấy, đến tháng 12 năm 2022 gia đình nhá. Đấy, số động nhập Hàn đấy, có hơn 200 một tí thôi à. Quan tâm cho em đi. Đấy, còn vài đầu xe nữa. Đấy, nhà mình hoan hỉ vui vẻ cho em xin mấy lần chia sẻ đi gia đình ơi. Đấy, mỗi tối thì em cũng xin gia đình của mình từ 40 đến 45 phút thôi để báo giá tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương nhá. Còn các bác là quan tâm sâu dòng nào này, kỹ dòng nào này, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đem gửi hình ảnh video chi tiết nhất của sản phẩm đó cho mình cùng tham khảo dùm em ạ. Vâng, chào bác Sầm Từ, chào bác Nguyễn Đình Thìn, chào bác Thanh Ngoan, chào đại đình mình ạ. Tiếp tục này, anh quanh có 125 triệu đồng đó này, 125 triệu đồng. Ganza 2010, đăng ký là bánh 211, động cơ 1.5 số sàn, sedan hai đầu. Đấy, giá bằng con SH gia đình mình luôn. Tránh mưa tránh nắng tập lái, đấy, đi chơi đi bời, giao lưu gặp gỡ bạn bè đối tác cũng rất là hợp lý và rất là đẹp nhé. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài tháng 12 năm 2022, tên tư nhân biển 20 Thái Nguyên đấy ạ. Đấy, 1.4 số sàn, 209 Ganza, 125 triệu đồng. Cạnh mẫu Ganza 209 rồi này, em Tùng tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đây, Hyundai i10 màu trắng, anh coi à, bác Lê Khánh An, à đây ạ, Hyundai Grand i10 màu trắng thì bên em còn một chiếc này nhá. Đấy, đời 2016 này. Đây, đời 2016 màu trắng Hyundai Grand i10 bản đồ hatchback nhá. 250 triệu đồng thôi. Đấy, động cơ 1.0 số sàn bản đủ, la răng đúc phanh đĩa chống bọc cứng ABS này, cặp đèn pha halogen này, đấy, đèn cầm phá xương tiêu chuẩn, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí, máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin nhá. 250 triệu đồng, đời 2016, giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu được nữa này. Đấy, nội thất bên trong thơm tho sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng nhu cầu gia đình mình thôi nhá. Đấy, 250 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 2016 đấy ạ. Đấy, nhà mình cứ bình luận, cứ qua mình đi để em Tùng tư vấn sâu cho về những đầu sản phẩm nhà mình đang quan tâm nhé. Ganza này giới thiệu rồi này, Ganza 2.7 à, giới thiệu rồi, đúng, còn con này mới về này. Đây thì hôm nay bên em có mới về một chiếc này, nhà mình cùng tham khảo cùng em này. Toyota Altis 2003, đăng ký là bánh 2007, động cơ 1.8 bản G số sàn, tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Đấy, Altis 2.3 em Tùng đang bán với cửa tiền cho mình cùng tham khảo là 189 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, nội thất ghế da, à thế ghế lỉ nhá, nội thất ghế lỉ theo xe sơn xi zin, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2023 này. Đấy, em quay một nội thất bên trong mình cùng tham khảo rồi em này. Đấy, Corolla Altis đây, sedan đầu phân khúc hạng C này. Đấy, một trong những dòng xe nổi tiếng nhất của nhà Toyota đây.
hạng B thì có Vios này, hạng C thì có Altis này, hạng D thì có Camry này. Đấy, những dòng xe vô cùng có tên tuổi, vô cùng chất lượng nhá. Đấy, Tabby này, rất là đẹp luôn. Đầu đài nhá, đầu đài đây zin nguyên bản theo xe. Vô lăng túi khí này, nội thất ghế lì này. Đấy, một dòng xe rất là chất, rất là đẹp này. 2003. Máy số keo chỉ sơn sinh thì đại chất luôn nhá. Đấy, tham khảo cho em mẫu Altis đi. Các bác nào mà fan của dòng Tota nhá, tham khảo lên chiếc này đi. 189 triệu đồng nhá. Còn bớt, còn giảm sâu, còn thương lượng nữa này. Y12 đầu báo giá rồi này, 250 triệu đồng báo giá rồi này. Tiếp tục này. Tota Vios bản E xịn 209 1.5 số sàn. Màu đen nhá. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi. Con này em nhớ là biển gốc là 14 Quảng Ninh. 14 đúng rồi, biển này biển gốc 14 Quảng Ninh này. 1.5 số sàn bản E xịn. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Hai túi khí nhá, xin nhan trên gương, gương kính cổ xịn. Máy số keo chỉ sơn xịt cực chất luôn. 228 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu cho đình mình ạ. Đây, tiếp tục là Tota Vios đời cao luôn này. Tota Vios màu trắng 2017 bản E số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Con này thì biển gốc thủ đô Hà Nội nhá. Biển gốc thủ đô Hà Nội. Em Tùng đang bán với cửa tiền là 440 triệu đồng thôi. 440 triệu đồng. 1.5 số tự động bản E. Đấy, bản E nhá. Bao zin, bao chất hãng trên toàn quốc. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Một dòng xe rất là lành, rất là thân thiện này. Ăn nhanh quanh chỉ tầm 5.2 lít 5.3 trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Vô lăng túi khí, xin nhan trên gương, màn hình OLED cỡ lớn, cam đồi cam hành trình đầy đủ, nội thất sơn si, máy số zin, 440 triệu đồng. Bao hỗ sợ là rút hồ sơ cũng như hút cũng như trả góp gia đình mình nhá. Đấy, Tota Vios 2017 á. Đấy, rất là nhiều đồng xe luôn. Em nhanh quanh là giờ đã báo giá đến hơn 70 đồng xe rồi. Không biết gia đình mình đã nhắm được mẫu nào mà ưng ý chưa nhỉ? Đã nhắm được mẫu nào ưng ý, nhắn tin trực tiếp qua phần bếp đi. Để làm giá, để em Tùng rào giá một cách sâu nhất, sát nhất gia đình mình nhá. Để có những xe đẹp mà giá còn chất chật luôn. Vâng, chào Bắc Quang Hà này, chào Trung Lê Văn, chào Khánh Nguyễn Trọng, chào Tuấn Anh Hoàng, chào đại gia đình mình nhá. Tiếp tục này, đây là Kia Morning số lượng nhá, 2010. Đăng ký vào năm bánh năm 2013, màu xanh cửu long. Số động bản SX bản đồ phun kịch. Em Tùng gửi đến gia đình của mình với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. 5 chỗ gầm cao, tài chính tầm 300 Bắc Quang Hà. Đấy còn 5 chỗ gầm cao à? 5 chỗ gầm cao, tài chính tầm 300 không có. Nhưng 5 chỗ gầm cao mà tài chính tầm 300 thì có nhá. Có chiếc ta Santa Fe. Santa Fe 7 chỗ gầm cao SUV. Đấy, tài chính tầm 300 thì bác tham khảo cho em chiếc này đi. Đây, Hyundai Santa Fe 207, 2 cầu điện máy xăng 2.7, 207 nhưng máy số keo chỉ zin nhá. Máy số keo chỉ zin. Santa Fe mà 7 chỗ gầm cao đang bán cái cửa tiền 315 triệu đồng thôi. Đấy, bác còn đang tham khảo chiếc này nhá. Xem cho em. Cặp đèn pha bi cầu, đèn gầm phát xương tiêu chuẩn, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, 2 cầu điện hỗ trợ đè lổ ngang dốc, hỗ trợ gọi là đổ đèo. Đấy, 2 cầu điện Santa Fe mà chỉ có 315 triệu đồng thôi anh chị quý vị gia đình nhé. Đấy, 315 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn si cực đẹp cực chất luôn. Đấy, đang tham khảo dòng gầm cao 7 chỗ, tham khảo trên trại. Vâng, cháu Kenny Vũ này. Đấy, bác Kenny Vũ này không biết là đang tham khảo dòng gì. Bác Kenny Vũ ơi, bình luận đi xem nào, em Tùng tư vấn cho nào. Vâng, chào bác Lại Đắc Việt, cháu Đức Anh, chào bác New Bùi. Đấy, bác Quang à ơi, 5 chỗ gầm cao từ 300 thì không có nhá. Nhưng 5 chỗ gầm cao, à, những 7 chỗ gầm cao đấy, 300 là có chiếc đấy nhá. Đây, tiếp tục báo giá anh chị quý mình hai đầu số động đến là nhà Kia đây. Kia Bride 2008, đây nhập Hàn nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 225 triệu đồng thôi. 225 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng nhập Hàn nguyên chiếc 2008 mà vẫn bao zin nhá. Máy số keo chỉ zin. Đấy, màu sơn màu bạc rất đẹp đây. Một chiếc xe nhập Hàn số động động cơ 1.4 DOHC nhá. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc Grio Seato K3 đấy ạ. Đấy, thân vỏ đẹp, nội thất mỡ màng rồi. Số tự động mà chỉ có hơn 200 một tí thôi. Đấy, và chào bác Nguyễn Tuân Tuyền Nguyễn Hữu này, chào đại gia đình mình. Vâng, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá hết những đầu sản phẩm đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, hơn 70 đầu rồi. Em Thanh Tùng sẽ xin chịu trách nhiệm tất cả về những chất lượng xe, giá cả cũng như là thủ tục mua bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương.
Các bác mà đang có nhu cầu nhá, gọi điện trực tiếp cho em vào hai số hotline 0347 701 77 và 0343 540 999 để em tư vấn và làm giá sâu hơn và những đầu sản phẩm em có nhá. Đấy thì mỗi tối này em cũng xin ra đời mình khoảng thời gian 40 phút thôi, thế thôi, để báo giá. Đấy, chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng live stream này thì em mong đã sẽ mong đã nhìn thấy và những ưng ý nhất đừng mẫu xe bên em đang có rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Xin chào và gặp lại gia đình mình trong khung giờ 8:30 tối mai nhá. Chào cả gia đình nhé.